Quang Bắc xin chân trọng kính chào quý quý anh chị trong bản tin buổi tối ngày chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024 thưa quý vị. Bây à, giờ thì chúng ta biết là cuối tuần cho nên chúng tôi đi lùng tìm tin tức cũng khó lắm. Thành muốn gỡ đến tin tức thế giới và tin của Hoa Kỳ. Nhưng mà trước nhất là chúng tôi chiều ngày hôm nay như chúng tôi thưa với quý vị là có một buổi gây quỷ và họp mặt tiếp xúc cùng dân biểu Hiệp Vương Võ cũng như là gây quỷ cho anh Hiệp Vương Võ để tái tranh cử cái nhiệm kỳ thứ 11. À, anh đã làm 20 nhiệm kỳ rồi và cũng là nhân cái dịp này cũng kêu gọi một số các thân hữu cũng như là người Việt trên người Việt cha đứng ra tổ chức thì chúng tôi thu cái số tiền xin báo cáo trước là đầu tiên là chúng tôi có cái số người tham dự vào khoảng bãi gần bãi chục anh chị em đến tham dự và trong đó có cái hậu đoàn quân nhân nào là võ bị đại Lạt cũng như là thủy cung lục kiến và một số anh chị khác cũng như là hội bình thuận và nhiều hội đoàn chúng tôi nhớ không hết nhưng mà nói chung thì cái sự tham dự cũng rất là khá vui à, thức ăn nhẹ nhưng mà dư giả rất là nhiều và nhiều anh chị tới tham dự và đa số là những người tham dự là khán thính giả của người việt channel chúng tôi rất là vui khán tính giả chúng tôi có ba nhân vật mà chúng tôi muốn nói là riêng thành phố Hí Tinh nhưng mà chúng tôi có cơ hội gặp mà riêng các anh chị là anh Thọ Lê anh Thọ Lê thì cũng đấy ở thành phố Hí Tinh mà trước đây thì ở Biên Bố Tinh à, và người thứ hai mà chúng tôi gặp nữa là anh Nam anh Nam anh chị Nam này đến từ Chicago à, cũng lại mưu về ở thành phố Hiếu Tinh và đặc biệt là một người nữa là anh anh Kim Trần anh Kim Trần này đến từ Du Thà nghe trên đài của người Việt channel cho nên đến tham dự và trong cái dịp này chúng tôi cũng xin cáo lỗi là chị Ngọc Liên đó là chị đã đi đi tìm cái địa chỉ cái trụ sở để mà tham dự ngày hôm nay đó chị đi mất một tiếng đồng hồ hơn một tiếng đồng hồ chỉ nói với tôi là cái địa chỉ lúc đầu đó anh em đưa là 8001 nằm trên đường cực quýt nhưng mà thật sự thì lúc đầu đưa là 800 à, 8041 trên đường Sao cực quýt nhưng mà thực tế là cái đúng nhất là 8001 cho nên cũng có nhiều các bản tin và đưa bị nhầm lẫn à, chúng tôi xin cáo lỗi chị Ngọc Liên và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị khán thính giả của người Việt Channel đấy hỗ trợ tổng số tiền mà thu được thì cũng còn nhiều anh chị hứa sẽ gửi tới qua đường bưu điện và các anh chị đi xa thì gửi tới nhưng mà bây giờ có số tiền chiều nay thu được là trên mặt ba ngàn đô la cho dân biểu hiện vui võ hiện tại đó vừa tiền cát và vừa tiền chi phiếu, và cho ông ứng uh, cử viên tranh cử chức thường nghị sĩ với ông Ted Cruz là ông Colin O'Reilly. Số tiền thu được là khoảng gần 700 đô la à, trên cái tiền cháy, và chúng tôi sẽ nhờ anh Quốc chuyển cái số tiền tại này tới cho ông O'Reilly, thưa quý vị. Nói chung thì, uh, nói tóm lại thì cuộc uh, uh, gây quỹ chiều nay rất là thành công thành công ở chỗ này trước đây đó anh huy Vương võ và nhóm thân hữu của dân biểu huy Vương võ tổ chức đó thì gây quỹ à, cũng khá nhiều khoảng trên 10 ngàn nhưng mà tiền à, chi phí cho nhà hàng cuối cùng à, hầu như là chỉ còn rất là ít ít rất rất là nhỏ cho nên kỳ này đó thì anh chị tới à, chúng tôi tổ chức à, ăn nhẹ À, nào là chả giò bánh bao đồ trái cây rồi à, có nhiều thứ nữa thì ăn rất là thoải mái mà dư quá chừng <laughs> cho nên à, mỗi người cũng đem về một ít cho nên cũng rồi rất là vui sau đó chúng tôi đi uống cà phê cùng với anh em à, nói chung là chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả của Người Việt Channel mặc dù quý vị có nhiều anh chị không tới tham dự được nhưng mà chúng tôi cũng xin cảm ơn trang đó anh son mặc dù là có bữa vũ rất là bận rộn nhưng mà cũng chả đến để đóng góp với dàn biểu hiện vừa bỏ bây giờ thì chúng tôi trở lại về cái bản tin thế giới để gửi đến quý vị vì cuối tuần mà quý vị biết ngày mai là cái ngày kỷ niệm đúng một năm Hamas tấn công bộ Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. ba thì bây giờ cũng đúng một năm ngày mai là đúng một năm thì Mỹ cảnh báo là đề phòng bởi vì có thể là họ nhân kỷ niệm một năm mà Hamas tấn công đó họ có thể tấn công vào những cái địa điểm khác cho nên họ cũng cảnh báo và bây giờ mình thấy là qua các cái bài báo của các cơ quan truyền thông ở ngoài quốc đặc biệt là các cơ quan của Pháp đó họ viết về học tổng kết sau một năm cái thẩm bạc cảnh này họ cho rằng là Trung Đông đã chìm trăng biển máu. Đánh dấu một năm sau thẩm bại của Hamas tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các báo chí đoàn tập trung để mà họ phân tích về cái sự tấn công của Hamas đã có lợi hay hại. Thì nhiều bài báo viết với những cái chủ đề khác nhau như là một năm gây ra chiến tranh. Một năm Trung Đông đã bị nấu động hoặc là họ viết là cuộc chiến không hậu kết của người Do Thái và một nam lon rộng nọn bài do thái bởi vì cái trong cái vấn đề mà họ gây ra chiến tranh này thì nọn bài do thái cũng nhiều lắm ví dụ như quý vị thấy ở ở mỹ ở các tiểu bang như là Michigan họ cũng tấn công vào người do thái đó là những người hầu giáo và người hồi giáo thì họ sống rải rác ở Chicago ở ở Michigan chứ ở Michigan khá nhiều cho nên họ biểu tình và đến nỗi là trăm lần đi vận động tranh cử vừa rồi bà mà... Camera Harris đã gặp những người đại diện của các cộng đồng của người Mỹ gấp Trung Đông, gấp do ở gấp người Hồi giáo và gấp người Palestine. Bởi vì cộng đồng này họ sống ở đây rất là nhiều thì cũng có khoảng 1 2 triệu người thì bà Harris cũng đã tiếp xúc thì nói chung là có các bài báo họ nêu lên họ đánh giá là sau một năm đó mà cái lực lượng Hamas tấn công có lợi hay có hại thì thiệt à, họ cho rằng là cận đông ở trên miệng của ngọn lửa và họ cho rằng cái, cái tình trạng mà sau khi lấy ông lấy tin dâu của do thái tấn công vào hamas liên tục cho tới ngày hôm nay mà giết chết người palestine đã chết và khoảng trên bốn chục ngàn người thì họ cho rằng là cái tinh thần bài do thái, ở thái đó càng ngày càng gia tăng ví dụ chúng tôi đơn cử ngày hôm qua là tổng thống macron của pháp đó, ông lên án là ông đề nghị là nước pháp sẽ không viện trợ quân sự cho Israel, cho Do Thái nữa. Bởi vì Do Thái đã tấn công bộ ở giữa Gaza giết chết nhiều người. Mà bây giờ còn tấn công bộ Lebanon của Hezbollah cũng như là, là, nhiều lực lượng ở Syria nữa. À, đó là nói chung đó, là vì Do Thái. Thì ông Nick lên Yahoo đó, họ có neo lên cái điểm này ông lấy tên yahoo dù là bị tai tiếng rất là nhiều ở trong nước do thái cũng như nhiều lần khám biểu tình chống ông chống ông lấy tên yahoo và cả trên thế giới họ cũng bài do thái ví dụ như họ lên án ông lấy tên yahoo là tòa án hình sự quốc tế đó là lên án trừng trị ông nữa là tội diệt chủng mới đây thì chúng ta biết là cái thành nhưng mà họ đánh giá như thế này họ đánh giá là qua một năm và đặc biệt trong 10 ngày gần đây đó thì do thái đã có những cái thành quả ví dụ như họ giết các thủ lãnh của người hemola quý vị biết là trong vòng một uh, trong vòng bảy người lãnh đạo của hemola đều bị giết chết và bây giờ một cái tin mới nhất mà họ nói về Aaron đó, là lát đó chúng tôi sẽ nói về cái bản tin của Aaron thì họ cho rằng là Hamas họ đánh giá lại họ cho rằng là Hamas đã sai lầm khi mà mở cuộc chiến tấn công vào Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 họ nghĩ rằng họ đánh đánh uh, uh, Do Thái nhưng mà quý vị biết là Do Thái là cái lực lượng của Do Thái nếu mà anh mắc mắc tôi thì tôi mắc bắt anh lại tức là anh đánh tôi một cái là tôi đánh anh lại cho nên cái tình trạng giữa do thái và hamas giống như hamas đó, thì nó kéo dài khó mà có thể giải quyết được tuy nhiên cái cuộc chiến này họ cho rằng là trong vòng 10 ngày mà do thái họ đánh vào ở họ giết chết vào họ mở một cái cuộc đánh trên bộ đó đường bộ đó vào ở Lebanon và đặc biệt là họ phóng tích vào ở ngoại ô của Beirut tức là thủ đô của Lebanon thì quý vị ở trong vòng một tuần mà họ giết ở chết nhiều nhân vật thì cái điều này cho thấy là cái lần trước đó mà họ giết chết thủ lãnh của Hezbollah rồi lần thứ hai mà người thủ lãnh nó sắp lên mà tha thế cái ông thủ lãnh đầu đó thì cũng bị giết chết luôn tức là liên tục trong bảy người như vậy đều bị giết chết và trong cái lần mà lần đầu tiên giết chết với người thủ lãnh đầu tiên đó thì quý vị biết là một tướng lãnh của à, của của Aaron cũng bị chết trong cái vấn đề này cho nên trong xuyên qua cái cuộc mà gọi là họ điểm lại một năm đó, thì họ cho rằng những cái thành quả những cái lợi hại ra như thế nào thì rất là khó nhưng mà đặc biệt họ nói là trong 10 ngày vừa qua đó mà do thái họ đã thực hiện nhiều cái điều mà tưởng chừng không bao giờ thực hiện được tức là họ đánh vào ở lực lượng của Hepola mà họ đánh chết nhiều thành thủ lãnh thì cái điều này đó họ nói rằng là đây là đi vào quân sự của thế giới trong vòng một hơn một tuần lễ mà do thái đã tấn công đạt được có nhiều cái quả bây giờ cũng qua cái trận chơi trận gọi là do thái đó thì bây giờ chúng đó là nói về do thái bây giờ chúng tôi muốn muốn nói về arlen luôn à, arlen thì họ thông báo cho biết đó, là cái lực lượng đặc nhiệm cái người mà chỉ huy cái lực lượng đặc nhiệm đó gọi là quốc đây là hồng vệ binh của Aaron. à, mà à, mà mà cái ông này đó là sau khi mà thủ lãnh của Hebola bị giết đó thì từ ông đi từ ở ở bên Aaron ông qua à, thì cái lực lượng mà quốc này là lực lượng gì lực lượng của Hồng Việt bên đây là một cái lực lượng đặc nhiệm chuyên hoạt động về quân sự và tình báo của Aaron ở nước ngoài ông là người gần như là có nhiều quyền lực ông là người có thể mặc dù chưa tha thế nhưng mà ông là người có thể nói là gần như tha thế cho ông tướng mà quý vị biết ông tướng Soleimani đó Soleimani ông này đó bị tháng 1 năm 2020 dưới thời của ông Donald Trump đó thì họ cho là cái lực lượng đặc nhiệm mà như uh, bị máy bay không người lái tấn công thì ông Soleimani ông tướng là tư lệnh của nghĩa là uy tín của của Iran bị giết chết, cho nên đến bây giờ đó thì chúng ta biết là Lebanon sau khi mà cái lãnh đạo bị thiệt bạo rồi, thì cái người đại diện một cái tướng lãnh này chỉ huy coi như là tình báo và quân sự của Iran đấy để mà tham Lebanon cũng như là tìm hiểu về cái trường hợp nội tình của như thế nào thì ông này hai ngày vừa qua cũng bị mất tích nó tóm lại quý vị thấy cái lực lượng mà chống đối ở iron càng ngày càng gia tăng và bây giờ thì chúng ta khó mà tiên đoán được như thế nào bây giờ cái tình hình này nó cũng ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử của mỹ lắm. thưa quý vị cho nên lát nữa đây chúng tôi sẽ đi vào chi tiết thêm thưa quý vị ông trump đó thì trong những ngày gần đây ông viết trên True Social hoặc là trên những cái bài phát biểu của ông mà người ta cho rằng là những cái điều mà ông đưa ra đó thật là xấu hổ. Ông nêu lên cái vấn đề thảm họa của cuộc gọi uh, là trận Bảo vừa rồi, Trần Bảo Helen. trận Bảo vừa rồi mà chúng chúng tôi có thư với quý vị đi vào 6 cái tiểu bang như là tiểu bang North Carolina, tiểu bang South Carolina, tiểu bang Florida tiểu bang Georgia và Virginia và một số tiểu bang nữa. nói chung đó là cái trận bão này nó cũng tàn khốc mà đến nay nay đó nó đã giết chết đi cái thống kê cho biết là trên 200 người đã bị giết chết đã bị chết trong cái trận bão này và còn gần cả năm bảy chục người nữa gần 100 người đã mất tích cho nên cái trận bão này người ta chê ông Donald Trump ông đã họ, họ cho rằng là những cái tờ báo địa phương ở North Carolina họ viết như thế này. À, ông Trump tuyên bố những điều đáng xấu hổ về thảm họa của trận bão Hem Helen để làm trầm trọng thêm. Đúng ra thì ông làm nhẹ, ông làm trầm trọng thêm. Ông dùng cái thảm họa này để khai thác trong lĩnh vực chính trị. Đây là một nhận định của một số tờ báo tại North Carolina họ cho rằng thảm họa do cơn bão Helen gây ra đó không phải là một tình huống để khai thác chính trị mà để khai thác chính trị ông Trump đã chính trị hóa cái tình hình ở một nơi ở một vấn đề ông phát tán thông tin sai lệch và âm mưu chia rẽ cái cộng đồng thay vì ông nêu lên cái sự đoàn cái còn tệ hại nhất là những cái bà đang ở trên mạng xã hội tru số số của ông đó ông cáo buộc là chính quyền của liên bang cũng như chính quyền của đảng dân chủ của do hiện tại là do tổng thống joe biden và bà camera harris là có tổng thống điều hành thì ông nói như thế này ông nói là chính quyền liên bang và các thống đốc của tiểu bang dân chủ đó họ bỏ mặt cho các nạn nhân có à, họ cố tình là không giúp đỡ những người dân mà ở những khu vực mà gọi là khu vực của người cộng hòa maga thì trước hết ông trump còn à, viết trên cái mạng của ông, mạng xã hội ông tấn công ông biden là ông biden để phó mặt cho những người ở uh, north carolina chết đuối mà ông không thể đất ở north carolina ông trump cũng tiếp tục khai thác những à, nạn nhân thiên tai để mà vũ khí quá chính trị và ông còn nói như thế này nữa ông nói bà Harris đã dùng tiền của Ma để mà nuôi dân để mà thành lập những cái khu mà nuôi dân, của người di dân tới đây và không thấy tiền rồi cho nên không cứu trợ. Nói tóm lại là quý vị thấy là cái qua cái trần bảo ông trâm tìm cách khai thá cái vũ khí chính trị, vũ khí những người nạn nhân đó để ông chỉ trích cái chính quyền của tổng thống Joe Biden và chỉ trích đặc biệt là chỉ trích bà Kamala Harris thì người ta cho rằng ông đã vũ khí quá chính trị và cái điều này những cái tờ báo họ cho rằng ông Trump rất là tệ hại Thay vì ông nói lên cái sự đoàn cái Thì ông là tạo một cái hô sâu chia rẽ Tạo cho văn hóa Mà những cái tin ông đưa ra là hoàn toàn không đúng Bởi vì cái cái tiền của Phi Ma nó khác Đâu có tiền của Phi Ma mà bà Camera Harris có quyền Để lấy đi nuôi những người di dân Mà không có tiền để cứu trợ Ông nói cái là, là sai Hiện tại là ở những tiểu ở, những tiểu bang mà nạn nhân này là được cấp phát là 750 đô la không có lãi lần đầu tiên trong các trường hợp khẳng cấp như vậy Ông giúp cho những nạn nhân lại là 750 đô la và còn tiếp tục để giúp đỡ những người đó mà tổng thống Joe Biden như chúng tôi thưa gọi tới các tiểu bang thống đốc của các tiểu bang như là tiểu bang Georgia, tiểu bang North Carolina nhưng mà ông Trump ông xuyên tạc rồi tới chừng những vị thống đốc này họ đã xác nhận là tổng thống joe biden có gọi và, và tìm cách uh, là nếu cần thì liên lạc với ông để có thể giúp bất cứ cái tranh cập phạm đi khả năng nào của liên bang có thể tới đó mà chúng ta cũng biết là tổng thống joe biden đã đi thăm north carolina, uh, north carolina rồi south carolina rồi đi thăm georgia rồi nữa và ông cũng đi thăm florida thì quý vị thấy là người uh, tổng thống thì đi thăm mà ông Trâm thì ra chuyện ra viết chuyện không có dựng chuyện ra để xuyên tạc đây là cái điều một người mà đi ra ứng cử tổng thống là một vị lãnh đạo của tổng thống mà gọi là đưa ra những cái lời không có không có không có kiểm chứng thì quý vị thấy sai sự thật thì làm sao người ta tin vào cái người này đây là đây là một vị ra ứng cử tổng thống mà ăn nói rất bừa bãi vậy mà cũng có số người ủng hộ lúc nào cũng khoảng là ba phần trăm là đều ủng hộ ông Donald Trump đó là những người MAGA thưa quý vị bây giờ ngày hôm qua chúng tôi đã có đưa bản tin nhưng mà bữa nay chúng tôi thêm những bản tin cho nó có phong phú hơn thật chúng tôi nói với quý vị là ngày hôm qua là ông Trump đó ông đi vận đọc động tranh cử ông tới cái thành phố gọi là thành phố Butler ở tiểu bang Pennsylvania ở đây ông đi vận động tức là cách đây 3 tháng thì ở ở cái thành phố Butler đó là thành phố có một người mà gọi là bán ông đó mà bán ngục đó thì chúng ta ông không chết thì bây giờ ông trở lại cũng vận động ở gần đó ở bất lơ nhưng mà gần đó thì sau khi vận động xong đó thì ông đưa cái, cái ngày vận động hôm qua thì có ông Musk. ông Musk là nhà tỷ phú là chủ nhân của Tesla cũng như là chủ nhân cái mạng X và nhiều cái vấn đề nữa thưa quý vị ông này là già dạ. ngày hôm qua thì ông Musk có vận động với ông Trump và cùng đi đó thì có một vài người tỷ phú nữa ví dụ như ông tỷ phú Ron Bosen rồi một ông tỷ phú chuyên về địa ốc đó là ông Steve Wick, Wickup à, thì họ cũng cùng đi với ông Trâm thì uh, ông Trâm có đưa ra uh, ông uh, đưa cùng đi với ông có nhiều nhà uh, tài phiệt thì sau khi mà ông nói chuyện xong thì ông đưa tới để mà họ quan sát cái hiện trường mà trước đây đó vào ngày 13 tháng 7 ông bị bán ở đây thì có ba nhà tỷ phú cùng đi với ông Ông Trump tiếp tục chỉ trích chính quyền của Biden và bà Harris trong cái nỗ lực là cứu trợ những người trăng ở trăng bảo như chúng tôi thưa lên trên ông luôn luôn ông xuyên tạc tức là ông lợi dụng những nạn nhân của trần bảo đó để ông dùng những lời lẽ ông kích động ông nói là ông Biden bà Harris là không lo mà chính ông mới là người lo <laughs> thưa quý vị ông Trump hứa là sẽ cải thiện cái nền kinh tế nếu mà quý vị mà có cái tiểu bang Pennsylvania à, uh, ủng hộ ông để ông thắng cử ông Trump cũng ca ngợi ông tỷ phú Elon Musk Ông cho rằng đây là cái giấc mơ Mỹ. Ông nói như thế này thưa quý vị. Ông nói, ông hứa nếu là dân chúng mà bỏ phiếu ông thắng cử đó thì ông dân Mỹ sẽ có một cái cơ hội thực hiện giấc mơ của mình. Ông nói là, và con cái của các bạn sẽ lớn lên và nói là tôi muốn trở thành một y mết và đó là giấc mơ của Mỹ. Ông cho đó là giấc mơ. M uh, thì... Uh, ông lợi dụng ông Elon Musk thực sự đó ngưu tộc ngưu mã tầm mã thưa quý vị Elon Musk là một người rất là thiên tài về về có cái đầu áp để mà làm tiền để mà đầu áp sáng chế ra những cái, cái cái công nghệ phát triển rất là hay tuy nhiên ông là cái người gọi là thích gió tức là thích nổi và đi với ông 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 trump thì ông nói là ông trump ông nói là nếu mà ông Elon Musk vận động ủng hộ ông đó, thì khi mà ông thắng cử ông sẽ để dành cho ông Elon Musk một cái chân ở trong nội các của chính phủ mới đó là lời hứa cũng như ông Trump ông hứa với ông Robert F Kennedy cũng vậy thôi hứa nhưng mà thật hiện không thì mình chưa biết thì chúng ta biết là ông mới ngày hôm qua là lần đầu tiên đi với ông Donald Trump để vận động tranh cử thì ông Elon Musk ông nói cái luận điệu giống như là ông rediven tức là phó tổng thống cũng giống như ông donald trump ông nói như thế này ông nói đảng dân chủ đó muốn tước đoạt các quyền tự do ngôn luận của người dân mỹ cũng như là quyền sở hữu về vũ khí và quyền đi bầu cử tri đảng dân chủ muốn siết chặt cái quyền sở hữu súng À, thì thưa quý vị, uh, khi nói tới điều này chúng tôi xin nhà uh, phép được uh, đưa nêu rõ. Đảng dân chủ muốn tước đoạt cái quyền tự do ngôn luận của người dân Mỹ, chính ông Trump mới là người tước đoạt. Ông Trump ông nói báo chí là kẻ thù của nhân dân Mỹ. Thì ông chưa, ông chỉ trích những nhà báo, những báo chí người ta làm uh, báo chí truyền thông đa dạng mà báo chí là đi tới quyền mà ông nói báo chí là kẻ thù của nhân dân. Bây giờ thì ông Elon Musk Ông nói là đoạn dân chủ Thì muốn bóp chết Cái này tự do báo chí của chúng ta Cũng như là quyền sở hữu mua súng Không phải Cộng hòa cho mua súng một cách bừa bãi Mà khi người cho ta cho mua súng Mà không có kiểm soát Không có co thử Cái người đó có bị bệnh tâm thần hay không Người đó có tuổi hay không Có tiền án hay không thì mới cho mua súng bởi mua súng là phải kiểm soát cái người mà trên 20 tuổi chẳng hạn bây giờ mua súng 17 như quý vị thấy là cái tai nạn vừa rồi là một em 14 tuổi cầm súng vô bán trong trường chết một số à, học sinh cũng như là giáo viên mà sống của ai súng là ông bố mua tặng cho nhân cái dịp lễ giáng sinh của em đó năm 2023. Là quý vị thấy cho dùng súng một cách bừa bãi thì bây giờ dân chủ họ không cấm. Dân chủ họ nói là họ kiểm soát kỹ hơn. À, họ kiểm soát súng đó ví dụ như điều tra kỹ hơn, cô có bệnh tâm thần hay không, cô những người đó có tiền ở hay không thì mới cho mua súng. Đó là điều đúng thôi. Quý vị thấy đúng không? Ví dụ như ở Nam Dương hay là Singapore, Nam Dương họ cho mua súng nhưng mà họ kiểm soát kỹ lắm họ cho mỗi người như vậy mua đạn có bao nhiêu viên hàng tháng như vậy là trở lại cho cảnh sát ở địa phương để họ cập nhật cái súng của quý vị mua đạn bao nhiêu có còn hay là hết. mà nếu bán thì bán ở đâu kê khai hàng tháng như vậy họ kiểm soát họ theo rõ như vậy rất là tốt trong khi ở bên này bán súng tự do rồi cho măng súng ra đi cũng tự do rồi bán được bưu bãi cho nên cái sự cháy chấp chúng ta biết là chết mà vì súng đạn bắn với nhau tranh có cái ba bãi giận với nhau cãi cọ với nhau là bắn chết cho nên có số người mà chết vì súng rất là nhiều cho nên đảng dân chủ họ giới hạn chứ không phải họ cấm thưa quý vị bây giờ trở lại với cái mới đây đó thì trên đài CBS News CBS News họ làm một cuộc phỏng vấn với bà Kamala Harris họ nêu lên những cái câu hỏi về cái vấn đề là Mỹ viện trợ vũ khí cho do cho do thái mà Mỹ viện trợ hàng tỷ như vậy đó thì do thái có nghe lời Mỹ hay không thì đây là cái câu hỏi mà theo lời của tờ báo vừa hiu vào ngày 6 tháng 10 tức là ngày hôm nay đó họ nêu lên và họ trích dẫn thì họ nói như thế này đây là cái câu hỏi của người hướng dẫn chương trình đặt câu hỏi với bà Kamala Harris họ nói là dù nước Mỹ dành nhiều viện trợ hàng tỷ đô la cho Do Thái nhưng ông ấy tên Yahoo vẫn làm theo ý của ông ấy tức là họ nghe mình, mình viện trợ nhưng mà họ làm theo ý cho họ làm theo ý của Mỹ Washington muốn Do Thái đạt thỏa thuận ngưng bán ở giải Gaza thì ông ấy từ chối quý vị theo mình viện trợ cho Do Thái mà mình nói ông nói tên Yahoo không nghe và chính phủ này cũng cứng đầu không nghe bằng à, cỡ thứ nhất là ông tổng thống nước Mỹ này, Washington, họ muốn là có một thỏa thuận ngưng bán ở Gaza để tránh cái trường hợp người dân vô tội chết quá nhiều, trên bốn bốn ngàn người chết ở ở Gaza đó là đa số là trẻ em và phụ nữ những người vô tội vô cùng. Bây giờ thì Mỹ yêu cầu do Thái không tiến vào ở Lebanon. Mỹ như Tổng thống Joe Biden có nói là đừng có tiến vào đưa quân vào Lebanon khi đưa quân vào như vậy đó nó tạo cho cái sự căng thẳng như hai bên nhưng mà Do Thái cũng không nghe Mỹ yêu cầu Do Thái không tiến vào Lebanon thì họ vẫn làm thậm chí ông nói tên giao còn cảnh báo về khả năng mở rộng xung đột với với Iran nữa thì nếu mà xung đột với Iran thì rất là nguy hiểm bởi vì mới đây đó thì quý vị biết là Aaron đã trả thù bằng khi mà Mỹ bán vào người cháy thủ lãnh của Hebola và sau đó một số thủ lãnh tiếp theo đó cũng bị cháy và kể cả một tướng lãnh của uh, của Aaron thì bây giờ Aaron họ bắn uh, vào trong cách đây ba ngày họ bán rất là nhiều quả tiễn và ba ba không người lái vào do thái vậy uh, thì bán vào uh, do thái thì vậy ông ấy có được xem là đồng minh thân cận với của Mỹ không? chúng tôi xin tóm lại nhắc lại cho quý vị nhớ khi đặt câu hỏi với bà harris thì họ nêu lên những cái điều mà washington uh, washington đốn uh, washington, uh, yêu cầu chính phủ do thái làm thì họ tự chối hết thứ nhất là có một cái giải pháp mà uh, ngưng bắn ở giải gaza ông nathan yahoo cũng không nghe kêu gọi là không có tiếng quân vào ở trong lãnh thổ của lebanon do thái cũng phất là không nghe và bây giờ kêu gọi đừng có trả đũa Iran bởi vì khi mà trả đũa Iran tạo thành một cái làn sóng nó lớn và chúng tôi đưa thưa với quý vị ngày hôm qua thì tổng thống joe biden ông đề nghị là không có bắn vào những cái cơ sở mà Iran mà, mà chế tạo vũ khí hay là hạt nhân trong khi đó thì ông trump ông đề nghị là do thái nên tấn công à, thì chúng ta thấy có cái sự mâu thuẫn thêm qua tình đốn tăng cường viện trợ cho do thái bây giờ câu hỏi đó với bà Harris là chúng tôi muốn đặt câu hỏi với bà là khi chúng tôi nêu lên những sự kiện quý vị viện trợ cho do thái mà nó họ không nghe họ tự động họ làm mà bây giờ quý vị muốn ngưng bán họ cũng không nghe à, cho nên bây giờ đặt cái câu hỏi trong trường hợp này bà có xem ông nói tin yahoo là đồng minh hay là do thái là đồng minh thân cận của mỹ hay không thì bà Harris bà không trả lời đi vào vấn đề này bà nói gần như là bà không có nhìn nhận bởi vì khi mà đồng minh đó, thì mình phải bàn cãi với nhau cũng như là mình, mình uh, cho con đi học thì mình muốn cái gì hay là mình ra điều kiện gì nó nó dễ dàng đằng này mình viện trợ cho do thái mà nó bà nó do thái là không nghe đây là, là cái điều quá quá oái am thơm thưa quý vị à, cho nên đây là cái điều mà do thái bây giờ họ bà có xem Do Thái là đồng minh thân cận của Mỹ hay không người đặt câu hỏi này thì bà Camera Harris bà có nói bà không ngoan lắm bà nói là chúng tôi viện trợ quân sự cho Do Thái là để giúp cho Do Thái có đủ năng lực để tự vệ chống lại Hamas chống lại Hezbollah và các lực lượng thăng Iran bà nói như vậy tuy nhiên chính quyền mỹ vẫn đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngưng bán ở trung đông và đang tiến gần tới chấm dứt cái xung đột giữa gaza cũng như là lebanon nói tóm lại là bà camera harris bà không trả lời là xem do thái là đồng minh hay không nhưng mà bà nói là tiếp tục viện trợ cho do thái để mà bảo vệ an toàn trước cái sự tấn công của Hamas, của Hezbollah và của các thân cận của Iran. Tuy nhiên, bà có cho biết là bà đang thúc đẩy một cái chính sách ngưng bán ở Trung Đông. Thực sự đó thì các nhà bình luận họ nói như thế này, quý vị biết rồi họ nói sao? Họ có nhà bình luận họ cho rằng ông Netanyahu đang ủng hộ cho ông Donald Trump bởi vì cuộc chiến mà nó đang mở rộng như vậy đó thì dân chủ người dân có lý do là cuộc chiến mà của dân chủ nó đang mà cần nổ lớn nổ lớn ra thì có tác hại tới ảnh hưởng tới ảnh hưởng tới cuộc bầu cử nhưng mà trong khi đó ông nói Yahoo rồi đi với ông Donald Trump không muốn bà camera Harris nha nhưng mà đây chỉ là một ý kiến thôi cũng khó lắm Mỹ họ cũng tiên đoán những vấn đề này ra với cầm. bây giờ tôi chúng tôi trở lại với à, à, tổng thống Joe Biden tổng thống khi mà nói tới vô thái thì tổng thống Joe Biden ông có nói như thế này khi mà ông trả lời với báo chí đó, thì ông nói là ông đau đầu ông rất là đau đầu khi mà kiềm chế do thái Israel đã nhiều lần hành động rất là bất chấp lời cảnh báo của Mỹ Mỹ cảnh báo họ không nên làm họ cũng bất chấp luôn qua thịnh đấu rất là đau đầu vì được cái nỗ lực làm sao để kiềm chế do thái trước cái cuộc chiến ở Trung Đông nhưng mà ông Biden nói tôi nắm rõ hơn những gì bạn biết tổng thống Biden nói tôi sẽ hài lòng nếu họ dừng lại ở đây và chúng ta sẽ có một lệnh ngưng bắn đó là những cái điều chính phủ ông tổng thống Joe Biden muốn nhưng sau đó thì Israel đã tấn công vào Lebanon ông đề nghị là không nên tấn công ông lên nếu mà ông cho ông cái điều hài lòng đó thì ông nói là khuyên do thái không nên tấn công bộ được trên đường bộ của Lebanon à, thì chúng ta thấy là cái tình hình hiện tại ở Trung Đông ngày mai là cái ngày kỷ niệm đúng một năm chúng ta không biết có tình hình đó nó có gia tăng hay không nhưng mà dù sao đi nữa đó thì cái tình hình này nó có ảnh hưởng đây như cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 Thưa quý vị ngày hôm nay là ngày 6 rồi Như vậy chỉ còn 29 ngày nữa Là tới cái ngày bầu cử Mà tình hình ở Trung Đông Người ta nói là tháng 10 Thường có những cái biến cố rất là đầu xuất Người ta gọi là October Surprise Tức là đầu xuất ra Thì mình không biết cái biến cố gì đầu xuất Nhưng mà người ta cho rằng là cái biến cố đặc biệt Là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ rất là tốt lạm phát đoàn giảm, lạm phát còn lại là 2 rưỡi Trong khi đó thì cái tình trạng thất nghiệp là từ 4.2 xuống tới 4.1 và trong uh, tháng 9 đó, tháng 9 đó công an việc làm có tăng thêm là 254 công việc, 254 ngàn công việc như thưa quý vị. Như vậy là cuối năm nay cái tiền lãi suất nó có thể giảm nữa như vậy cái này kinh tế đi rất tốt và trước cái tình trạng kinh tế tốt như thế, thế này thì ông Trump đó tuyên bố rất là tầm bậy là không đúng mà tuyên bố gọi là tìm cách gọi là xuyên tạc bôi nhọ một cách rất là tệ hại thì chúng tôi muốn nói là cái cuộc bầu cử nó rất là quan trọng trong năm, năm nay thưa quý vị cho nên ngày chiều nay hôm ông trưa hôm nay chúng tôi cũng nhắc là chúng cố cố gắng quý vị cố gắng đi bầu cái lá phiếu của quý vị rất là cần thiết để bảo vệ cho nền dân chủ của hoa kỳ à, trước khi mà chúng tôi xin phép ngừng lại thì chúng tôi cũng đưa một vài cái thăm dò à, cho quý vị thấy cái thăm dò này à, cái thăm dò thì rất là lạc quan tin tưởng lắm thưa quý vị ừ. À, rồi thì những cái tham gia mỗi ngày có cái sự tham gia khác nhau quý vị thấy là à, bên đàn ông ấy, thì họ bỏ phiếu cho bà Harris ít nhưng mà bên phụ nữ tới năm mươi tám đăng ký ông Trump đâu có ba mươi bảy phần trăm nam giới thì bỏ phiếu cho ông Trump nhiều hơn ông Trump tới 52%. À, năm mươi hai trăm nam giới mà bỏ bà Harris thì đâu có bốn mươi phần trăm đó là những cái tình trạng mà chúng tôi thấy là à, cái, cái điều này cũng rất là tốt cho cho bà Harris nhưng mà bên dân chủ đó họ không có chủ quan tức là tất cả họ đều dùng một nỗ lực tức là giữa làm sao giữ được cái tình trạng cái khí thế này đang đi lên chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ở đây chúng tôi làm chương trình này quý vị biết cái à, thức lúc mấy giờ thưa quý vị gần một giờ đêm chúng tôi ngủ khuya lắm nha nên vì vì làm chương trình cho nên ngủ rất là khuya mong quý vị là hỗ à, trợ bằng cách quý vị subscribe like và share chương trình chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình ngày mai